Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 3 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cần có nhận thức đúng về cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là khi Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh Lào Cai đã chủ trương chính sách, chương trình cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Lớp bồi dưỡng kiến thức về cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết về cách mạng công nghiệp 4.0 để các doanh nghiệp ứng dụng, tranh thủ được thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh tham gia lớp tập huấn các học viên được giới thiệu truyền đạt một số nội dung như nhận diện về một xã hội số đang hình thành cách mạng công nghiệp lần thứ tư động lực thúc đẩy chuyển đổi số thách thức và cơ hội giới thiệu các công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư điển hình khai thác cơ hội chuyển đổi số trên cơ sở cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng trong khuôn khổ của buổi tập huấn, các học viên tiến hành thảo luận về cơ hội giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hợp tác xã. Huyện Bảo Thắng vừa tổ chức cuộc thi dự án cộng đồng với chủ đề Chúng ta học yêu thương, học chia sẻ năm học 2019-2020. Tham dự cuộc thi có 24 trường là các trường đã xuất sắc đạt giải cao từ vòng trước. Một đội dự thi qua hai vòng. Vòng 1 là báo cáo dự án, Vòng 2 là thi thuyết trình. Sau khi qua vòng 1, các giáo viên và học sinh sẽ thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt về dự án vì cộng đồng mà mình đã thực hiện. Tại cuộc thi các em học sinh cùng với các thầy cô giáo và phụ huynh đã được trải nghiệm sáng tạo nặn tò he và trình diễn thời trang bằng rác thải tái chế từ chai lọ, túi ni lông, ống hút. Ấn tượng đầu tiên đó là là cái sự tự tin của các bạn học sinh khi mà tham gia với những cái dự án như này các bạn rất là chủ động và làm chủ được cái hoạt động việc làm của mình trong dự án, biết áp dụng tất cả những kiến thức mà các bạn học được trong trường, đặc biệt là kêu gọi sự tham gia hỗ trợ từ quý phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo để có thể tập hợp thành một cái đội ngũ uh, gồm chính các bạn học sinh đó và làm những cái dự án mà nó rất là thiết thực. Mục tiêu của dự án là hướng đến cộng đồng, lan tỏa yêu thương, qua đó rèn luyện và giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh như kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, thuyết phục bảo vệ quan điểm, giúp các em học sinh biết sống yêu thương, sống chia sẻ và lan tỏa yêu thương đến mọi người, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thời kỳ hội nhập. Với mong muốn tất cả học sinh đều được đến trường, được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt nhất, năm học 2019-2020, các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Tà Phời, thành phố Lào Cai đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, đưa 9 học sinh mầm non ở thôn xa nhất về tập trung tại điểm trường chính qua đó đã tạo cơ hội để các em có thể phát triển toàn diện. Sau hơn 2 tháng rời xa bố mẹ về ở hẳn tại trường với các thầy cô từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bé Giàng Thị Súa ở xóm Can Thàng, thôn Phìn Hồ, xã Tả Phời đã tăng được gần 3 kg, rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thêm vào đó, kỹ năng sống, khả năng giao tiếp của em cũng tốt hơn lên rất nhiều. Không chỉ có Giàng Thị Súa mà tất cả các bạn trong xóm cùng xuống ở với thầy cô như em cũng đều như vậy. điều này đã giúp các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi trao gửi con cho thầy cô chăm sóc, nuôi dưỡng. ban đầu thì cũng cảm thấy cũng cảm thấy gia đình cũng cảm thấy lo nhưng mà một thời gian sau thì cũng cũng thấy các các cô ở trường thì cũng chăm sóc rất tốt. thì các con vì ở đấy công cụ học tập thì cũng có đầy đủ hơn, thế này. vì các con được ở đấy va chạm được nhiều nhiều các bạn thì các con nó nhanh nhẹn hơn và các con nữa học hành nó thấy nó khá hơn. Con ở đây được chăm sóc tốt, mong các thầy cô luôn mạnh khỏe để chăm sóc các con được nhiều hơn. Để những đứa trẻ vui vẻ, khỏe mạnh khi đến trường và nhận được niềm tin của các bậc phụ huynh như vậy, Ban giám hiệu nhà trường, nhất là các thầy cô giáo đã phải nỗ lực rất nhiều. Bởi nếu đón 9 học sinh mầm non ra ở hẳn điểm trường chính với thầy cô, thì các em không được hưởng chế độ học sinh bán chú mà phải đóng góp kinh phí trong khi đó cha mẹ các em phần lớn đều là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã họp lấy ý kiến của các bậc phụ huynh và giáo viên nhà trường huy động nguồn xã hội hóa để chăm sóc tốt nhất cho các em chúng tôi xin cái xã hội hóa từ rất là nhiều nguồn thế là để hỗ trợ cho các em bữa ăn hàng ngày thứ hai nữa là ngoài các hoạt động cái ra thì là nhà trường cũng có xây dựng cái mô hình đó là bán chú tăng gia cái sản xuất về hoạt động rau ạ thì cái ngoài hoạt động đấy phục vụ cho học sinh bán chú thì chúng tôi cũng phục vụ cho các em học sinh luôn ở đây thì bên cạnh đấy thì các thầy cô cũng trong cái công đoàn ban chấp hành công đoàn nhà trường cũng vận động các thầy cô là thôi thì mỗi thầy cô cứ mỗi một tháng thì ủng hộ cho các em xây dựng một cái quỹ để ủng hộ cho các em tăng cường cái bữa ăn hàng ngày để đảm bảo cái duy trì cái um, chất lượng ăn và học cho các em ạ. Do các em còn khá nhỏ tuổi nên các thầy cô giáo đã luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho các em bằng cả trái tim và tấm lòng của những người cha, người mẹ. Làm sao để các con có được niềm vui, cảm giác an toàn, thoải mái như khi ở nhà với đặc thù các con rất là nhỏ thì làm ngoài tình yêu thương của các cô ra thì chúng tôi còn trong công việc ấy chúng tôi luôn tận tình và đặc biệt chú ý từng ly từng tí một ạ, đặc biệt là giờ ăn giấc ngủ cũng như an toàn của các con ở đây. Và ngoài ra thì chúng tôi còn thường xuyên trò chuyện với con và cho con tham gia các hoạt động cùng chúng tôi. Ví dụ như là hoạt động đá bóng buổi chiều thì chúng tôi hay tổ chức hoạt động đá bóng cho các con, buổi tối thì là tôi có thể là dạy các con học hoặc là có thể dẫn các con đi dạo xung quanh và thường xuyên trò chuyện với các con ạ những nỗ lực đóng góp của các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Tả Phời thành phố Lào Cai chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa, tạo động lực để ngành giáo dục và đào tạo các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những cách làm sáng tạo để đưa học sinh ở các điểm trường lẻ về điểm trường chính học tập. Từ đó giúp các em có điều kiện sinh hoạt, học tập và phát triển tốt nhất, đồng thời thực hiện tốt đề án số 06 của tỉnh ủy. Tính đến tháng 11 năm 2019, tỉnh Lào Cai đã có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Với kết quả này, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới là hoàn toàn có cơ sở. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của người dân, tránh tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước về nguồn lực tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội vận dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách lồng ghép tranh thủ nguồn hỗ trợ ngân sách đồng thời tăng cường huy động nguồn lực từ cộng đồng cho xây dựng nông thôn mới tập trung phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trong đó chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế đất đai khí hậu của địa phương gắn với thị trường tiêu thụ triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất quan tâm phát triển văn hóa gắn với bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, thực hiện nhân rộng các mô hình, cách làm mới sáng tạo hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là mô hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, đồng thời các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, lào cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Với việc chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn, khu dân cư, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã gặt hái được nhiều kết quả trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 26 hội nghị chuyên đề với trên 2.905 lượt người về tuyên truyền đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, thực hiện giảm nghèo bền vững, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào vệ sinh môi trường nông thôn tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tham mưu ban chỉ đạo phối hợp giữa bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh tổ chức các hoạt động dân vận tại xã cốc mì huyện bát sát xã nậm chày huyện văn bàn Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 79 mô hình thôn kiểu mẫu, 91 mô hình thôn nông thôn mới. Thông qua tuyên truyền, vận động, đã có hàng trăm hecta đất được nhân dân tự nguyện đóng góp làm đường, làm công trình công cộng, cùng hàng vạn ngày công. Ủy ban nhân dân huyện Simacai vừa khen thưởng đột xuất cho tập thể đồn biên phòng Simacai vì có thành tích trong phát hiện bắt giữ số lượng lớn chất ma túy trên địa bàn huyện. Trước đó khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11, tại khu vực biên giới thuộc thôn Lù Dìn Sán, xã Sán Trải, huyện Simacai, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Simacai đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 6 bánh heroin có tổng khối lượng là 2.116,04 gram. Với thành tích đạt được, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Simacai đã ghi nhận và biểu dương những thành tích kết quả của đồn biên phòng Simacai đã đạt được, đồng thời thưởng nóng cho đồn biên phòng Simacai 6 triệu đồng. Lãnh đạo huyện cũng mong muốn các chiến sĩ đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống giữ vững quốc phòng an ninh khu vực biên giới, nhất là cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.